bài trích phúc âm theo thánh ma-thêu khi ấy chúa giêsu còn đang nói với dân chúng thì mẹ người và anh em người đứng ngoài tìm cách nói chuyện với người có kẻ thưa rằng kia mẹ ngài và anh em ngài đang đứng tìm ngài ngoài kia nhưng người trả lời kẻ ấy rằng ai làm mẹ ta ai là anh em ta tôi người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói đây là mẹ ta và là anh em ta vì hễ ai làm theo ý cha ta trên trời thì người ấy là anh em chị em và là mẹ ta vậy đó là lời chúa thi hành thánh ý Thiên Chúa. Kính thưa Quyên bà Văn chị em, có lẽ nhiều người sẽ ngỡ ngàng với câu nói của Chúa Giêsu: Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? Bởi vì câu nói ấy có vẻ lạnh lùng và xa cách đối với tình thân ruột thịt. Tuy nhiên, suy niệm kỹ lưỡng toàn bộ tin mừng ngày hôm nay thì chúng ta mới hiểu rằng Chúa Giêsu không hề phủ nhận tình thân ruột thịt nhưng dạy chúng ta biết cùng nhau sống thánh ý Chúa Cha Để mọi mối tình nhân loại được vững bền Và có cái giá trị cao cả của nó Và nếu mà chúng ta thi hành thánh ý của Chúa Cha Thì chắc chắn mọi cái tình thân nhân loại sẽ vững bền Có cái giá trị của nó Thế nên trọng tâm trang tin mừng ngày hôm nay Chính là lời hứa tuyệt vời của Chúa Giêsu vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi đấng ngự trên trời Người ấy là anh chị em là mẹ tôi Thưa Cộng đoàn Chúa Giêsu đã rất xem trọng những ai nghe và thi hành thánh ý Thiên Chúa Như thế trong bối cảnh của thiên mừng ngày hôm nay Mẹ Maria vừa là mẹ Chúa Giêsu theo nghĩa ruột thịt Mẹ cũng là mẹ theo nghĩa thiêng liêng vì mẹ luôn là người thực thi thánh ý Thiên Chúa. Chính vì thế, câu nói của Chúa Giêsu chẳng những không phủ phàng mà lại càng tăng thêm phẩm tính cho mẹ Maria, vì mẹ là người hằng ghi nhớ, hằng suy niệm và nhất là luôn thực hành lời của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, lắng nghe và thực hành lời Chúa là điều kiện để có thể trở thành anh chị em trở thành mẹ của Chúa Giêsu nghĩa là trở thành những thành viên trong đại gia đình của Chúa. Đó cũng sẽ là những người được chung phần vinh phúc với Chúa trong vương quốc của người. Có lẽ chúng ta nhiều người trong chúng ta vẫn nghe lời Chúa hàng ngày hoặc là ít ra à, hàng tuần và ngày chủ nhật. Tuy nhiên, lời Chúa có thực sự thấm vào tâm tư, tình cảm, lời nói, hành động của chúng ta hay không? Đó mới là điều quan trọng. Có khi chúng ta thực sự là những người đã lắng nghe lời Chúa Ví như những người khôn xây nhà mình trên những cái nền nền tảng vững chắc Nhưng cũng lắm khi chúng ta là những người thiếu khôn ngoan Chúng ta đã xây dựng lời Chúa Xây dựng nền tảng của cuộc đời mình trên cái nền cát không có vững vàng Thế nên khi sóng gió ập tới Nghĩa là khi chúng ta gặp những cái thử thách thử thách về sức khỏe, về gia đình, thử thách về đức tin, chúng ta hẳn sẽ dễ dàng buông xuôi và lúc đó ngôi nhà nội tâm, ngôi nhà thiêng liêng của chúng ta sẽ vỡ vụn. Kính thưa công đoàn, hôm nay mừng lễ Đức Mẹ dân mình trong đền thờ. Chúng ta có cái cơ hội để chúng ta suy niệm đời sống thánh thiện của Đức Mẹ để chúng ta noi gương bắt trước. Hãy bắt trước mẹ mà xây cái ngôi nhà nội tâm của chúng ta trên nền đá tảng vững chắc bằng việc chúng ta lắng nghe và hăng say thực hành lời Chúa. Đọc lại lịch sử chúng ta biết rằng à, lễ Đức Mẹ dân mình trong đền thờ bắt nguồn từ giáo hội Đông phương với việc tưởng niệm ngày thánh hiến thánh đường Đức Maria vào ngày 21 tháng 11 năm 543 tại Jerusalem có nghĩa là vào thế kỷ thứ sáu giáo hội đông phương coi biến cố thánh hiến này như là việc mẹ thiên chúa bước vào đền thờ nghĩa là việc ông gia Gia kim và bà anna à, cha mẹ của đức trinh nữ maria đã đưa đức maria vào đền thờ để dâng người cho thiên chúa giáo hội đông phương mừng lễ à, trong vòng 6 ngày à, từ ngày 20 mươi cho đến ngày 25 tháng 11 vào và dựa vào cái ngụy thư tiền tin mừng theo thánh Jacob à, chúng ta vẫn quen gọi là ngụy thư theo thánh Jacob được soạn vào giữa thế kỷ thứ hai trong đó tác giả kể lại câu chuyện đức trinh nữ lúc còn nhỏ đã được dâng hiến vào đền thờ và ở lại đó cho đến khi 12 tuổi cái đoạn ngụy, ngụy thư có cái đoạn ghi như thế này. Thì tư tế đón tiếp con trẻ và chúc phúc như sau: Thiên Chúa đã chúc tụng danh của con trong mọi thế hệ. Thiên Chúa ban cho con trẻ ân sủng của người và nó nhảy mừng và mọi người trong nhà Israel yêu mến con trẻ. Đó là một cái đoạn trong ngụy thư của thánh Jacob kính thưa cộng đoàn, việc đức mẹ dân mình và đền thờ cũng là một cái vấn đề à, vẫn còn nhiều cái tranh luận, nhưng mà đúng hơn ở chúng ta phải hiểu chính đức Maria là đền thờ sống động của Thiên Chúa. Chính đức Maria là đền thờ sống động của Thiên Chúa qua cái tiếng vâng để đáp lại cái lời mời gọi cộng tác vào công trình của chuồng, thì mẹ Maria đã trở thành đền thờ của Thiên Chúa là thành Jerusalem viên mãn và là mẫu mực của hội thánh Chúa Kitô. Nguyện xin Thiên Chúa nhờ lời của Đức Mẹ chuyển câu ban cho chúng ta những cái ơn lành cần thiết, nhất là ơn mở rộng cõi lòng để chúng ta mau mắn hăng say yêu thích việc lắng nghe lời Chúa và đồng thời để giúp chúng ta mở rộng đôi tay nhanh chóng thi hành thánh ý của thiên chúa amen